Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Trong năm 2023, Tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tỷ lệ giải quyết các loại án cơ bản đạt chỉ tiêu, chất lượng giải quyết xét xử các loại án tiếp tục nâng lên, chưa có trường hợp nào kết oan người không phạm tội, đã khắc phục được tình trạng án quá hạn luật định, án tuyên không rõ ràng. Việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo được xem xét, giám sát chặt chẽ hơn, nhất là các bị cáo phạm tội tham nhũng kinh tế, quan tâm đến công tác thu hồi tài sản cho các vụ án kinh tế tham nhũng. Tỷ lệ hòa giải trong giải quyết các vụ việc về dân sự, hôn nhân và gia đình tăng hơn. Đội ngũ thẩm phán tiếp tục được bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa, phó tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du và trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp liên quan đến tòa án nhân dân triển khai sâu rộng toàn diện quyết liệt các giải pháp về nâng cao chất lượng xét xử các loại án của tòa án nhân dân tối cao tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án kiên quyết không xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hạn chế đến mức thấp nhất những bản án quyết định bị hủy, sửa hoặc án quá hạn do lỗi chủ quan của thẩm phán phó tranh án tòa nhân dân tối cao và trưởng ban nội chính tỉnh ủy thanh hóa đề nghị tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ nghiêm trọng phức tạp các vụ án điểm được dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo Chú trọng công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng, để nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các vụ việc dân sự, các vụ án kinh doanh thương mại, chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án thiếu căn cứ cũng như việc án tuyên không rõ ràng. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp, tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong khối nội chính để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và danh hiệu thẩm phán giỏi.